Hi, xin chào các bạn nha. Thì đây các bạn, cái đàn mình mới mua, cái đàn cũ á, là đợt Tết vừa rồi mình về quê á, là mình đã đem về để quê luôn rồi. Với lại cái đàn nó cũng bị một vài lỗi nên mình để ở nhà luôn. Thì bây giờ mình mới mua được cái đàn mới nha các bạn. Mới mua cái phát đàn mới. Đàn này là mình mua lại thôi. Đó, nhưng mà còn rất là mới nha các bạn. Đó, đây là show các bạn cái đàn cho bạn xem nè. Đó, đây là em nó nè. Rồi, cây này là mình mua 500 nghìn nha. Mình mua từ một cửa hàng của một anh dạy nhạc á, ở Thủ Đức. Giá 500 nghìn thôi. Mình mua trên Facebook có mấy tầng bán đàn á, mình đăng lên mình cần mua và người ta vào gửi ảnh và mình thấy đẹp thì mình tới mình mua luôn. Đó. Cái này mình thấy còn mới đó các bạn nè, các bạn thấy không? Mấy khóa đàn cũng còn mới, cũng chưa thấy gì gọi là bị rỉ sét hết. Dây đàn cũng vậy, dây đàn thì nó cũng thấy các bạn hơi cũ tí thôi. Đó, còn đây là thân đàn nó có bị trầy sơ, trầy nhẹ. Đây là cây acoustic nha các bạn. Rồi thì mới mua về cho nên là mình dây đàn là chưa đúng á. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh bằng cái phần mềm guitar tuner luôn cho nó nhanh. Rồi đầu tiên là mình sẽ chỉnh chuẩn của nó. Đây, mình đã có những clip chia sẻ với các bạn á. Bây giờ mình thực hành luôn một cây đàn mới được cho bạn xem luôn. Mình mở phần mềm lên và các bạn cứ coi lại cách hướng dẫn như cũ á, ở video trước á, là mình sẽ làm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lên dây nha. Đầu tiên nó sẽ là dây thứ nhất. Đó, mình sẽ để mình đánh. Xong thì lát nữa mình sẽ đánh thử một bài luôn, test luôn âm thanh cho bạn xem luôn nha. Cái đoạn này thì ảnh nói hồi mua mới như cũng đâu khoảng 1 triệu á, thì mình cũng không biết nữa, mình nghe ảnh nói như vậy. Đó, các bạn nghe tiếng nó kêu có tích không? Lúc đó mình vặn đủ độ câu của nó, là khi đúng là nó sẽ kêu có tích như vậy. Nó ra một cái màu xanh và nó nghe cái tiếng như vậy nha. Rồi thì tiếp theo nó sẽ là dây thứ hai nha, mình sẽ chỉnh qua dây thứ hai này. Rồi, như vậy là đủ 6 dây nha các bạn, rất là nhanh luôn. Thì mình chỉnh đâu khoảng tầm cái 5 phút là xong thôi. Vẫn còn sai các bạn, mình coi lại nè. Đó thì chỉnh máy rồi nó cũng còn sai lệch một tí á, thì giờ mình sẽ chỉnh lại theo cái kinh nghiệm của mình. Là những cái dây chuối dưới á, mình thấy đã chuẩn rồi, nghe cái tiếng nó chuẩn rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh từ dây 4 này, mình cảm giác nó sai một tí nha. Đó, mình các bạn cứ có video hướng dẫn mà tự lên dây đoạn á, đè vào phím thứ 5 á. Đó, đa số phím thứ 5 đánh 2 dây rồi 2 âm giống nhau là đúng. Các bạn cứ coi kỹ nha, mình đang video này mình không có nói về vấn đề đó nha. Em cứ chỉnh lại bằng tay nha. Đó, thì nó cơ bản là nó cũng đúng hơn hồi nãy rồi các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đánh thử bài chơi đi. Có vẻ gì hay ta? À, khó vẻ nụ cười đi. Đó, bây giờ mình đánh thử một bài, hát thử vì bài chơi. Ôi, giờ chưa mua combo nữa. Thank you.
tay nghẹn ngào cùng chén tình xanh, hoa người thương trong bức tranh, hoa anh mắt anh buồn, hoa nụ cười thêm chân lên môi, nhưng sao không mới mua của mình cho bạn xem luôn đó, và lúc mua về là chỉnh dài như thế nào đó là mình chia sẻ trong video hôm nay. Thì ở những video tiếp theo thì mình lại tiếp tục mình qua lại mình chia sẻ các bạn những cái bài đệm hot, những cái bài mới nha. Rồi, ok, xin chào tạm biệt mọi người.